Hello, kính chào đại gia đình mình nha. Bữa nay là ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thì bước sang năm mới, kính chúc đại gia đình mình năm mới dồi dào sức khỏe, bình an nha. Còn mình sẽ lên cái clip để cho mọi người tham khảo nè. Đây là cái heo giống mình chuẩn bị mình giao cho khách. Thì heo giống này á, là khách đặt hồi trước Tết nha cả nhà. Heo giống lúc nào mình cũng phải có cái thời gian mình soạn hết. Thì sau khi qua một cái đợt gì đó, hoặc là mình sẽ soạn lại những cái con giống chất lượng rồi mình sẽ giao cho khách. Và mình sẽ quay cái clip này để làm kỷ niệm để giao cho khách nha. Bữa nay là ngày 23 tháng 2 năm 2024 nha. Cái lứa heo giống này nó cũng rất là đẹp nha cả nhà. Nó bóng nó mượt lắm nè. Heo này thì khoảng 20 20 mấy ký, thì mình quay buổi chiều. Đó. Đây nè. Thì trong cái bầy này không phải là hết cái bầy này là heo giống không. Thì mình cứ soạn ra từ từ đó, thì những cái con heo nào trong bầy mình đã soạn lần 1, lần 2, lần 3 thì mình thấy đủ cái tiêu chuẩn giao giống theo cái con mắt của mình, nó theo cái cảm nhận của mình đó, thì mình sẽ giao cho khách hàng nha. Cho nên là mọi người nếu mà có nhu cầu đặt heo giống thì cứ yên tâm, và tất nhiên là phải phải đặt trước nha cả nhà. Đặt trước tầm khoảng 1 đến 2 tháng là tốt nhất. Tại vì cái khâu chuẩn bị thì như chúng ta đã biết rồi. Đặt mà mình đâu phải là mình con heo nuôi nó cũng cần rất là nhiều cái thời gian, cho nên là khi mà chúng ta đặt đó, thì ít nhất là khi chúng ta bắt đầu có ý tưởng hoặc là chúng ta nuôi đó, thì không có gấp được. 1 2 tháng sau mình cứ liên hệ trực tiếp trước với mình, rồi sau đó mình sẽ chọn, quý khách hàng cứ liên hệ trực tiếp với mình sẽ chọn những cái con giống mà chất lượng, khi nào mình thấy ok đủ rồi, đủ có số lượng có heo giống rồi thì mình sẽ giao, mình sẽ tiến hành mình giao cho khách hàng nha. Heo này này thì mình heo của mình là thường xuyên mình cho ăn những cái loại trái cây giống như là mình quay lên trên mạng vậy đó, tức là xoài, ổi, vân vân, vú sữa. Thì đây là những cái loại trái cây vạt mình tận dụng rất là tốt nha. Những loại trái cây vạt ở trong cái khu vườn của mình có, hoặc là mình gần ở những cái nguồn nguyên liệu mà mình dễ kiếm được những cái loại này đó. Thì khi mình cho heo ăn thì các bạn nghĩ đây, tức là những cái đây là những cái loại trái cây nó rất là giàu chất dinh dưỡng. Cho nên nếu mình biết tận dụng và kết hợp mình để mình chăn nuôi, mình tạo ra một cái giá trị nó cao hơn thì rất là tốt nha cả nhà. Heo rất là đều luôn. Thì thí dụ như trong cái bầy này có chừng 8 9 con gì đó, thì trong đó có những con nó lại không tốt nữa thì mình sẽ loại ra từ từ nữa. Mình loại ra đây là mình sẽ bán heo thịt. Còn những con tốt thì mình sẽ giống như là mình sẽ lấy những cái con chọi mình sẽ giao cho khách hàng để làm giống. Còn mình đã nói rồi, mình không có bán heo con. Heo gừng giống là mình không có bán heo con, cho nên là quý khách hàng thông cảm nếu mà xem được cái clip của mình đó mà muốn mua heo giống thì mình sẽ không có bán heo con nha. Còn tất nhiên là bán heo bự, tại vì mình chọn là chọn cái heo bự bán không à. Cái quá trình nuôi heo giống nó rất là, cái quá trình nuôi heo nó đòi hỏi, nó tốn rất là nhiều thời gian của mọi người. Thì ngay từ đầu mà khi chúng ta xác định được cái giống đó chúng ta làm đó, thì nó sẽ đỡ cái phần nào chúng ta mất cái chi phí thời gian nhiều hơn nha, cái chi phí thời gian ít hơn nếu mà chúng ta mua con giống bự hơn đó. Còn nếu như mà một số quý anh chị mà ngay từ đầu có ý nghĩ là mua cái kiểu mà rẻ mà tốt thì thôi, dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi, tại vì không có đâu. Heo giống thì nó sẽ tương đương, mình bán ở đây là mình sẽ dựa vào cái giá của heo thịt nha. Ví dụ như heo thịt mình bán giá bao nhiêu tiền là mình sẽ bán heo giống là gấp đôi giá heo thịt, nó rất là dễ dàng luôn đó. Tại vì con heo thịt mình xác định con heo thịt là mình sẽ bán thịt, còn con heo giống là mình sẽ bán giống. Tất nhiên là con heo giống là sau một cái quá trình mình chọn lọc, mình chọn lựa, mình chuẩn bị rất là kỹ để mình giao cho quý khách hàng. Tất nhiên nếu như mà những cái khách hàng mà đã mua heo giống của mình rồi thì đừng có ngại, hãy comment đây cho mọi người biết là cái chất lượng heo giống bên mình như thế nào. Đó, thì khi mà mình đã chọn kỹ rồi thì mình không thể nào mình bán bằng giá heo thịt được. Đó. Cho nên là heo giống là gấp đôi giá heo thịt, đơn giản vậy thôi. Còn chúng ta mua chăn nuôi hay chúng ta làm gì không gấp được. Mua là đôi bên phải có thời gian để tìm hiểu nhau. Đó. Mình sẽ hướng dẫn quý khách hàng là xây dựng cái chuồng nuôi, hoặc là cần chuẩn bị từ những cái ngày đầu luôn, ngay từ những ngày đầu chúng ta chọn heo giống luôn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành mà chúng ta xây chuồng trại rồi nó rất là dễ. Nãy giờ là những cái bầy nhỏ, đây là những cái bầy nó hơi bự hơn chút nè. Heo này khoảng 25 30 kg. Thì khi mà chúng ta nuôi, chúng ta mua heo này chúng ta về chúng ta nuôi thì nó rất là khỏe rồi, giống như là mình chăm sóc một đứa trẻ với lại một cái
mà đứa một cái người đứa lớn thành niên lớn vậy đó thì nó sẽ dễ chăm sóc hơn và chúng ta sẽ dễ bắt nhịp được hơn, đơn giản vậy thôi. Heo nó đang lên giống rồi cả nhà, quá tốt luôn. Heo này là về nuôi khoảng tháng ngoài nữa phối là chuẩn luôn á, thấy không? Toàn bộ là heo cái hết, tại vì mình sẽ nhốt heo đực với heo cái riêng, còn nếu trường hợp mình có nhốt chung á thì mình sẽ thiến nha, đực mình sẽ thiến nha, còn nếu không thiến thì nó sẽ bị mang bầu á, nó sẽ bị chửa quan á. Cho buổi chiều bữa nay quay cũng cỡ 4 giờ rồi. Cho ăn ít quá, ăn cũng không không có đủ. Cái số lượng trái cây này thì mình cho ăn nó tùy thuộc vào cái lúc mình có nhiều thì mình cho ăn nhiều. Còn lúc mình có ít thì mình cho ăn ít, còn lúc mình không có thì mình không cho ăn. Vậy thôi. Chứ đâu phải nhất thiết lúc nào mình cũng cho ăn, tức là cái này là mình sẽ tận dụng nha. Đực này mình sàng ra được cho ngay, chắc còn khoảng 3 con đực nữa mình chuẩn bị mình giao khách là xong. Còn hai con kia là mình sẽ thiến nha, như con đầu đàn này chắc thiến. Heo đực. Mọi người đi ngang xem được cái clip của mình nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha. Bấm một follow đăng ký ủng hộ team để mình cảm ơn cả nhà nhiều nha. Con này nái tơ chuẩn bị đẻ nè. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Kính chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha.